quý vị, lựa chọn đúng ngành học là một điều vô cùng cần thiết, như ông bà ta vẫn thường hay nói. Thật vậy, biết được mình đang mê gì và học gì chính là bước sơ khởi đầu tiên trên con đường để dẫn tới thành công. Và nếu mà chẳng may bạn sai lầm ngay từ ban đầu, chẳng khách nào mà bạn tự lạc lối trên con đường của chính mình đã vạch ra. Và thưa quý vị, có lẽ là không ai trong chúng ta là muốn lâm vào cái cảnh lựa chọn sai lầm này. Nhưng mà trên thực tế thì viễn cảnh sinh viên phải chịu những hậu quả không mong muốn xuất hiện nhan nhản ở ngoài xã hội mà không có gì khác, chính là việc chọn ngành không phù hợp với bản thân ngay từ lúc đầu. Và không ít quý vị phụ huynh thì cũng như các bạn thí sinh cũng chăn trở về vấn đề này và cảm thấy chủ đề của chương trình hôm nay phù hợp với chính mình, thì mời quý vị sẽ cùng theo dõi chương trình nhé. Và để giúp cho quý vị có thể giải đáp được những thắc mắc đấy, thì chúng tôi cũng đã mời tới trường quay chương trình ngày hôm nay hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Vũ Tâm, chuyên gia huấn luyện định hướng nghề nghiệp theo tính cách MBTI. Xin được giới thiệu sự hiện diện của Thạc sĩ Huỳnh Thị Thu Hằng, chuyên gia tư vấn về quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực. Và đầu tiên thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã bớt chút thời gian quý báu của mình tới tham dự chương trình hôm nay. Và kính thưa quý vị, theo thường lệ thì chúng ta sẽ có một câu hỏi tương tác dành cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Nội dung của câu hỏi kỳ này của chúng ta như sau: Trường Đại học Tài chính Martin trong năm 2017 có bao nhiêu tổ hợp xét tuyển? A4, B3. Các bạn vui lòng truy cập vào fanpage tuyển sinh UFM để trả lời câu hỏi và có cơ hội nhận được một phần quà may mắn từ chương trình. Đó là một cuốn sách Bạn là Triệu Phú và 4 bài test hỗ trợ chọn ngành trị giá 1.540.000 đồng. Chúc các bạn may mắn. Và sau đây thì xin được mời hai vị khách mời. Theo khảo sát mới nhất của kênh tuyển sinh.vn, kênh cung cấp thông tin tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp, thông tin du học và học bổng, thì hiện nay tỷ lệ học sinh chọn sai ngành học chiếm khoảng 60% tổng số sinh viên, học viên trong các trường đại học, cao đẳng, trường nghề. Chỉ có 5% sinh viên, học viên trong đó có hiểu biết, 20% có hiểu biết tương đối đầy đủ và 75% thiếu hiểu biết về nghề mà bản thân mình chọn học. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 80% sinh viên, học viên sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm, 20% còn lại tìm việc rất khó khăn hoặc không tìm được việc. Trong tổng số tìm được việc thì chỉ có 50% là có việc làm phù hợp với năng lực và phát triển. Đây có thể xem là một hệ quả tất yếu của việc chọn ngành nghề không phù hợp với năng lực của bản thân cũng như bắt kịp xu hướng lao động của thị trường. Không phải ai cũng có thể trả lời được câu hỏi làm thế nào để chọn một nghề phù hợp. Chính từ những suy nghĩ và trăn trở rằng tôi có phù hợp với nghề này hay không, tôi thực sự có yêu thích nghề này hay không, hay là nghề này có tương lai hay không, là những vấn đề cần phải giải quyết trong quá trình mà chúng ta sẽ lựa chọn ngành nghề. Và thưa ông Nguyễn Vũ Tâm ạ, vậy thì các bạn học sinh thì không biết là các bạn sẽ lưu ý điều gì khi mà bắt đầu lựa chọn ngành nghề cho mình? Cảm ơn Quân. Đến với câu hỏi này thì các bạn cần phải chú ý 5 bước để chúng ta chọn được một cái nghề đúng cho mình. Cái bước thứ nhất là các bạn phải xác định được tính cách của mình, xem mình thuộc tính như thế nào và cái ngành nghề nào nó phù hợp với cái tính của mình. Và khi các bạn đã biết được tính của mình và nghề phù hợp rồi thì các bạn phải qua bước thứ hai, đó là các bạn có thích cái nghề đó hay không. Thích đây không phải là mình nói tôi thích hay là em thích vậy thôi đây, không thích xuông nha, mà mình phải trải nghiệm cái nghề đó, xem coi cái môi trường làm việc, cái áp lực niềm vui của cái nghề đó và cái công việc hàng ngày, nếu mình đi làm cái công việc đó thì mình có thích nó hay không. Có như vậy, có rõ ràng tường tận từng chi tiết từng vấn đề thì mình mới biết rõ ràng mình có thích cái nghề đó hay không. Và khi mình đã thích cái nghề đó rồi thì ở bước 3, các bạn cần phải biết được mình có năng lực để làm được cái nghề đó hay không. Năng lực ở đây là năng lực mà doanh nghiệp họ yêu cầu chúng ta khi đảm nhận một cái công việc, một cái nghề nào, phải đạt được những cái năng lực gì, đem lại hiệu quả gì. Thì chúng ta đạt được cái năng lực đó, chúng ta làm việc mới có đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Và ở thứ 4 thì các bạn cần phải biết được thị trường lao động như thế nào đối với ngành nghề mà các bạn mong muốn được trên đi học hay là mai mốt mình đi làm. Thì cái ngành nghề đó xã hội đang có nhu cầu như thế nào, lương bổng ra sao. Và thứ 5, các bạn cần phải học nữa, học mãi thông qua những cái học online, thông qua những cái trường lớp để nâng cao kỹ năng mềm và làm việc có hiệu quả cho doanh nghiệp. Đó là 5 bước các bạn cần phải trải qua để chọn được đúng cái nghề mà các bạn mơ ước và làm việc có lương cao.
Như vậy là chúng ta vừa được theo dõi ông Nguyễn Vũ Tâm chia sẻ về 5 bước để chúng ta có thể lựa chọn được ngành nghề phù hợp với bản thân. Và chắc là Hồng Quân nghĩ rằng là những cái bước sơ khởi đầu tiên, đó chính là bước 1, bước 2 và bước 3, có lẽ là những bước sẽ là quan trọng nhất. Tại vì đây là những cái bước nền tảng, và phải có những bước này mà thật là đúng đắn thì chúng ta mới phát triển được những bước sau, đúng không ạ? Vậy thì thưa thạc sĩ Huỳnh Thị Thu Hằng, vậy thì không biết là trong những cái bước đầu tiên như vậy thì các bạn học sinh sẽ phải làm như thế nào? Ví dụ trong bước 1 thì các bạn làm như thế nào để xác định được là mình thích gì, hay nói cách khác là các bạn biết là mình đang ở đâu, mình là ai? Thì bước 1 là bước gốc rễ nhất của một người, để mà xác định coi mình là ai, mình có tính cách như thế nào. Thì ở trên thế giới có nhiều cái bài trắc nghiệm để biết được là mình là ai. Thì thường á, những cái bài đó mà mình làm ở phiên bản gốc á, thường trên dưới 100 đô. Do đó là bên công ty đã làm ra cái công cụ riêng, do suốt hơn 20 năm làm quản trị, cộng với cái việc mà mình thường xuyên sử dụng các công cụ đó, cho nên đã tạo ra riêng cho Việt Nam một cái bài trắc nghiệm để mà xác định tính cách đó. Thì cái bước 1 đó thì mình sẽ vào khi mà mình trắc nghiệm, thì trong bài trắc nghiệm khi mà report ra sẽ báo cho mình biết là mình thuộc tính cách của chùm sao nào. Tại vì công ty Balance ví từng cá nhân như một chùm sao, ai cũng có khả năng thành công hết. Ăn thua bây giờ mình có biết mình là ai không, mình biết điểm mạnh mình là gì, điểm yếu của mình là gì, thì mình đầu tư cho điểm mạnh và mình chọn đúng cái nghề mà người ta đã thống kê rằng với tính cách đó chắc chắn là thành công ở cái nghề đó. Và khi ra báo cáo ra thì có, nếu mà trung bình ra một nghề như vậy á, một người có tính cách như vậy á, thì có khoảng cỡ 5 đến 10 cái nghề có tỷ lệ 100% tương thích với mình, còn vài ba nghề tiếp theo là ở tỷ lệ khác nhau. Và khi mình chọn đúng cái nghề mà đạt sự tương thích với mình 100% thì sự thành công rất là nhanh và cao. Vậy thì không biết là như chia sẻ của thạc sĩ Huỳnh Thị Thu Hằng, thì bây giờ các bạn cụ thể là các bạn sẽ làm như thế nào để có thể xác định được cái sở thích của mình? Tại vì vấn đề là tưởng chừng như đơn giản như vậy thôi, nhưng mà rất là khó, đúng không ạ? Không phải là một điều đơn giản. Thì đúng rồi, thì khi tất cả các report ở trên thế giới xuất ra là toàn là đặt tên của cái nghề đó thôi, thì cái người học sinh rất còn bé họ không thể nào hình dung được thực ra là cái nghề đó là cái gì. Thậm chí người lớn như mình đây, mình cũng không hình dung được cái nghề thực tế đó là cái gì. Thì do đó là mới có cuốn sách này để mà mô tả cho các bạn biết. Mô tả cho các bạn biết là cái nghề đó là nó sẽ như thế nào. Nó cũng xuất phát từ cái cơ cấu của một tổ chức. Cơ cấu một tổ chức thì nó có 4 khu vực lãnh đạo, khu vực cung cấp nguồn lực, khu vực sản xuất, khu vực trực tiếp bán hàng. Thì khi mình rơi vào cái nhóm ngành nghề nào á mà mình không thể nào biết được cái nghề đó thực sự là nó như thế nào, thì mình sẽ trải nghiệm ra qua các nghề này. Nghề này họ, các chuyên gia đã cày công tạo ra nó, thuê hơn 20 họa sĩ trên cả nước để mà vẽ ra những ngành nghề, để mà bất cứ ai đọc vô được trải nghiệm và hình dung ra được hằng ngày nếu mà mình ở vị trí này thì mình sẽ làm việc đó mình thích hay không. Và trọng tâm của cái việc thành công của cái nghề này á thì nó lại nằm ở cái chỗ gọi là KPI. Nếu mà những ai mà đã từng đi làm á thì họ sẽ biết KPI là gì. Tại vì chỉ cần đạt từ 1 đến 3 cái KPI trong cái nghề thôi là chắc chắn mình thành công. Mình không cần phải đầu tư rộng và lan man làm gì, mình chỉ cần đặt đúng trọng tâm cái nghề đó. Dạ vâng ạ. Dạ. Vậy đó là lý thuyết của chúng ta là phải như vậy. Vậy thì để giúp cho các bạn học sinh có thể hoặc là có thể biết được là cách thức mà chúng ta xác định được sở thích của mình như thế nào, thì ngày hôm nay thì xin mời thạc sĩ Thu Hằng, chúng ta sẽ có một bài test nhỏ đối với một bạn học sinh được mời tới tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Xin được câu là tình với đẹp thì kẹt đúng nghề. Bây giờ 10 giây. Bạn Đậu Việt Ngọc của chúng ta đang tiến test coi mình thích cái gì đây. Bạn Đậu Việt Ngọc đang viết bằng tay trái.
với một cái câu nó là tình chỉ đẹp. Đây không. Khi kẹp đúng nghề. Kẹp đúng nghề. À, bạn Ngọc của chúng ta đang viết bằng tay trái đấy. Có hai câu hỏi cho em. Câu hỏi thứ nhất là khi em viết cái câu này bằng tay không thuận á, thì con người em á cảm thấy như thế nào? Để tôi cho là khi em viết bằng tay không thuận nó hơi khó khăn một chút. À, tại vì á là đó giờ em cũng chưa bao giờ biết làm tay trái hết. Nên là khi đây lần tiên viết thì nó hơi khó khăn chút của em. Rồi mình cảm thấy cảm giác con người như thế nào? Hơi hồi hộp có cảm thấy khó chịu hay cảm thấy cố gắng không? Dạ cảm thấy hơi cố gắng nhưng không thể khó chịu ạ. À. Dạ. Thì đó khi mình mới viết một câu rất là ngắn như vậy, dạ, mà mình đã có những cảm giác như vậy rồi, dạ, cho đó mình thử hình dung lên nếu như mình chọn một cái nghề giống như cái tay không thuận như đó mà, dạ, mình làm 40 năm cuộc đời của mình, dạ, thì một người trung bình sẽ làm 40 năm thì mình sẽ nghĩ nó sẽ như thế nào? Dạ thưa cô, nếu như theo em nghĩ thì nếu như mình làm mà không đúng nghề thì mình sẽ rất là dễ nản. Mà khi mình dễ nản thì mình sẽ thấy cuộc sống mình rất là bế tắc. Như vậy thì mình sẽ rất là hay mình sống. Thì đó đây là vừa, nó vừa thể hiện ra cái kết quả là nếu mà mình làm một cái nghề mà không thuộc về mình thì cái hiệu quả nó ra như thế này nè. Dạ, có nghĩa là rất là xấu xí và không hiệu quả và nó không đem lại lợi ích gì hết. Dạ. Cái thứ hai là sao? Bản thân mình có cảm giác là sao? Rất là khó chịu, phải rất là nỗ lực, rất là cố gắng. Rồi riêng cái ý nghĩa này thì em thấy sao? Ý nghĩa câu này thì sao? Dạ thưa cô, thì theo em nghĩ với câu này á, thì tình chỉ đẹp khi kẹp đúng nghề, có nghĩa là khi mình làm đúng với nghề nghiệp của mình thực sự yêu thích đến nó, thì mình sẽ thấy cuộc sống mình sẽ dễ dàng hơn, mình sẽ cố gắng vì cái điều đó hơn. Đúng rồi, mình nói rõ hơn nữa là khi mà các mối quan hệ của mình làm không có đúng nghề á, bản thân mình đó là khó chịu rồi không nói, mà những cái đồng nghiệp liên quan đến mình á, mình cũng sẽ không có vui vẻ với họ được. Rồi khi mình về nhà mình cũng cảm thấy khó chịu với những người thân trong gia đình, do đó là hầu như là mình sẽ không hạnh phúc khi mà mình chọn đúng người. Xin được cảm ơn bạn Đậu Việt Ngọc đã tham dự thử thách của chúng tôi nhé. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta thấy được rằng là thông qua một bài test nhỏ là việc viết chữ bằng tay trái thì bạn Ngọc có chia sẻ là rất là khó khăn, cảm thấy rất là hộp và có phải là nắn nót từng ly từng tí và phải cố gắng rất nhiều thì bạn mới có thể viết được hoàn chỉnh cái câu mà vừa nãy Thạc sĩ Thu Hằng cũng đã đưa ra, và cũng như Thạc sĩ Thu Hằng có chia sẻ đó cũng ví dụ như là việc các bạn học và các bạn chọn không đúng ngành nghề phù hợp với sở thích và bản thân của mình. Kính thưa quý vị, bên cạnh sở thích và sở trường của bản thân của mình làm sao để chọn được ngành học phù hợp thì chúng ta còn phải quan tâm đến một vấn đề nữa, đó chính là thị trường lao động. Và thị trường lao động của chúng ta trong năm 2017 cũng như là những năm về sau sẽ như thế nào? Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn của chúng tôi. Đánh giá tổng quan thị trường lao động nước ta thời kỳ 2001 đến năm 2020 cho thấy thị trường lao động tiếp tục được phát triển theo hướng hiện đại hóa và định hướng thị trường. Khung khổ luật pháp, thể chế, chính sách thị trường lao động từng bước được hoàn thiện. Các kết quả trên thị trường lao động được cải thiện như chất lượng cung tăng, cơ cấu cầu lao động chuyển dịch tích cực, thu nhập, tiền lương được cải thiện, năng suất lao động và tính cạnh tranh của lực lượng lao động cũng không ngừng được cải thiện. Có thể nhìn tổng quan thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2016 có nhiều yếu tố tích cực và phát triển. Nhu cầu việc làm của thành phố trong năm 2016 sẽ thu hút 270.000 chỗ làm việc, trong đó có 130.000 chỗ làm việc mới. Tỷ trọng lao động được đào tạo qua đại học, cao đẳng có tăng lên so với những năm trước, chiếm đến 30%, trong đó đại học chiếm khoảng 17-18%. Các bậc trung cấp chiếm 35% và 35% còn lại là công nhân kỹ thuật, dạy nghề. Cơ cấu ngành nghề của thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2016 và định hướng lâu dài trong những năm tới là vẫn phát triển đa dạng nhiều ngành nghề, tuy nhiên vẫn chú trọng những nhóm ngành cơ bản. Phải nói là nhóm ngành công nghệ kỹ thuật thì vẫn chiếm một cái tỷ trọng cao là 35% trong tổng nhu cầu nhân lực. Đáng quan tâm là những bốn ngành công nghiệp chủ lực của thành phố, đó là nhóm ngành công nghệ thông tin và điện tử, nhóm ngành cơ khí, nhóm ngành hóa chất, nhóm ngành chế biến lương thực thực phẩm và một nhóm ngành cũng đang phát triển trong ngành kỹ thuật, đó là công nghệ dệt may và thiết kế thời trang. Cái nhóm ngành thứ hai cũng thu hút nhân lực rất nhiều,
và đang có một cái sự xu hướng phát triển kết cùng với hội nhập, đó là nhóm ngành kinh tế, tài chính, hành chính, văn phòng và pháp luật. Trong đó các chuyên ngành vẫn tiếp tục đứng dẫn đầu trong cái thu hút nhiều lao động, ví dụ như nhóm ngành marketing, nhóm ngành về kinh tế xuất nhập khẩu, nhóm ngành kinh tế vận tải và cái nhóm ngành tài chính ngân hàng thì cũng đang có một cái xu hướng phát triển. Tỷ trọng tăng bắt đầu từ năm 2014 đến nay là bình quân tăng ở mức độ 17-18%, và cái số chỗ làm việc cũng vẫn tăng cho cái, trong cái quá trình các hệ thống tài chính ngân hàng chúng ta đang tái cấu trúc lại. Rồi nhóm ngành bất động sản chứng khoán lại cũng nhu cầu cũng tăng trưởng. Đây là cái sự chuyển dịch mạnh của cái hệ thống tài chính kinh tế marketing trong cái năm gần đây. Còn lại những nhóm ngành khác thì không thu hút nhiều lao động nhưng cũng chiếm một vị trí khá quan trọng, thí dụ nhóm ngành khoa học tự nhiên, kiến trúc, xây dựng, môi trường thì cũng chiếm tỷ trọng 8%, những ngành khoa học xã hội và nhân dân thì cũng 70%, trong đó đặc biệt là quản trị khách sạn, du lịch, nhà hàng vân vân cũng là một nhóm ngành chiến lược phát triển. Rồi sư phạm, quản lý giáo dục, rồi nhóm ngành về chăm sóc sức khỏe, bác sĩ, nha sĩ, điều dưỡng, rồi nhóm ngành về công nghệ nông lâm, nhóm ngành nghệ thuật thể dục thể thao, những nhóm ngành cũng vẫn thu hút nhiều lao động. Nhu cầu tìm việc trong tháng 1 năm 2016 cao ở một số nhóm ngành: kế toán, kiểm toán 17,44%, kinh doanh bán hàng 7,89%, hành chính văn phòng 6,76%, kiến trúc, kỹ thuật công trình xây dựng 5,67%, vận tải kho bãi, xuất nhập khẩu 5,01%. Nhu cầu tìm việc ở trình độ đại học, trên đại học chiếm 64,1% tổng số nhu cầu tìm việc được khảo sát. Tuy nhiên, số lượng người tìm việc ở trình độ đại học giảm 30,41% so với nhu cầu tìm việc tháng 12 năm 2015 và giảm 27,28% so với cùng kỳ năm 2015. Điều này cho thấy các doanh nghiệp có chú trọng đến việc tăng cường nhân lực có trình độ để bổ sung nguồn nhân lực cho năm 2016. Nhu cầu tìm việc ở trình độ trung cấp chiếm khoảng 10,6%, cao đẳng chiếm 20,56%, lao động chưa qua đào tạo, sơ cấp nghề chiếm khoảng 4,74%. So với tháng 12 năm 2015, nhu cầu tìm việc của lao động phổ thông tăng 76,47%, sơ cấp nghề tăng 33,33%. Lao động có nhu cầu tìm việc chưa có kinh nghiệm chiếm 17,23%, tăng 22,45% so với tháng 12 năm 2015. Lao động tìm việc có 1 năm kinh nghiệm chiếm 16,65%, từ 2 năm đến 5 năm kinh nghiệm chiếm 44,91% và trên 5 năm kinh nghiệm chiếm 21,21% trong tổng số nhu cầu tìm việc được khảo sát. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được theo dõi về tình hình thị trường lao động trong thời gian sắp tới là như thế nào. Vậy thì thưa hai vị chuyên gia, vậy thì không biết là các bạn học sinh của chúng ta nên chọn ngành nghề là theo sở thích, sở trường của bản thân hay là chọn ngành nghề theo thị trường lao động, hay là chúng ta phải dung hòa cả hai thứ ạ? Thực ra là mình phải chọn cả hai. Lúc nào người thành công họ cũng chọn cả hai chứ không chọn một trong hai. Cụ thể là mình đã chọn những cái nghề thuộc tính cách của mình rồi thì mình là đó là chắc chắn đầu tiên mình sẽ thành công rồi đó. Còn cái việc mà mình có thu nhập như thế nào khi mình tốt nghiệp đó là nó phụ thuộc vào mình. Khi mà mình giỏi, mình có khả năng, mình chứng minh được cái người tuyển dụng rằng nó là tôi giỏi thì dù học ở bất cứ ngành nghề nào cũng có việc làm chứ không bao giờ thất nghiệp được. Những ai mà đang thất nghiệp thực ra là họ không chứng minh được cái người tuyển dụng rằng nên tuyển tôi đi. Vậy thì khi mà là một đứng góc độ là một doanh nghiệp thì khi mà tuyển các bạn sinh viên sau khi ra trường thì không biết là hai vị chuyên gia của chúng ta, theo Hồng Quân được biết là anh Vũ Tâm là giám đốc kinh doanh đúng không? Vậy thì khi mà tuyển nhân viên cho mình ấy thì anh sẽ lựa chọn là theo cái bằng cấp của các bạn hay là theo cái năng lực của các bạn khi mà các bạn đảm nhiệm công việc đó? Thực ra nói doanh nghiệp họ quan trọng nhất là cái kết quả mà cái người đi làm họ mang lại. Với kết quả đó thì doanh nghiệp sẽ đưa những tình huống hay là giao cho việc cho họ thông qua cái kết quả cuối cùng. Tôi muốn em đạt điều này. Ví dụ như mình giao cho họ một ngày gọi điện cho 10 khách hàng, chăm sóc 10 khách hàng và kết quả là có một cái đơn hàng về. Như vậy thôi, doanh nghiệp chỉ mong muốn cái kết quả cuối cùng là chăm sóc 10 khách hàng và có một cái đơn hàng đem về. Thì bây giờ ứng viên họ phải làm những điều gì? Thứ nhất là để gọi điện thì tính cách của mình có phù hợp với người giao tiếp hay không? Nếu mà tính cách của mình không phù hợp với người giao tiếp thì lúc này hơi khó rồi đó. Giống như một bạn vừa rồi mà phải viết bằng tay trái mà không có thuận với mình. Thì từ tính cách đó
nên mình chọn cái nghề là phải ứng viên phải coi lại, coi mình có phù hợp với cái nghề đó hay không. Và kết quả đương nhiên là nếu mà mình không phù hợp thì kết quả sẽ khó mà đạt được cái kết quả doanh nghiệp họ mong ước họ giao cho mình. Như vậy thì cái việc đó là sẽ dẫn đến là doanh nghiệp họ không tuyển, hay là mình làm việc mà lương không cao, cứ xìu xìu ảnh ảnh thôi. Vậy thì trước khi kết thúc phần trao đổi này thì hai vị chuyên gia có thể có những cái lời khuyên gì cho các bạn học sinh, đặc biệt là các bạn học sinh khối 12 đang chuẩn bị sắp tới đấy ạ, chỉ còn một ngày nữa thôi là các bạn sẽ phải nộp hồ sơ để dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, đồng thời thì các bạn cũng sẽ phải đăng ký luôn ngành học và ngôi trường mà các bạn đó sẽ phải theo đuổi trong suốt thời gian về sau này. Thì không biết là hai vị chuyên gia sẽ có lời khuyên gì với các bạn trong việc là chọn đúng ngành nghề ạ. Đầu tiên thì xin được mời thạc sĩ Thu Hằng ạ. Nếu mà mình là chính mình thì mình luôn luôn mở lối cho mình đi. Còn nếu mà mình phụ thuộc vào một điều kiện nào đó thì con đường phía trước luôn luôn là sẽ tối với mình. Dạ vâng ạ. Vậy thì còn ông Nguyễn Vũ Tâm thì sao ạ? Ông sẽ có lời khuyên gì với các bạn? Chào các bạn. Xã hội chúng ta ngày càng phát triển thì đóng vai trò là một nhà doanh nghiệp và cũng là một người cha. Thì tôi nghĩ rằng các bậc phụ huynh cũng không nên, khi mà chọn nghề cho con cũng đừng nên vì những mơ ước của bản thân mình chưa làm được mà hiện tại mong muốn con mình hãy làm giùm cho mình, mà hãy lắng nghe con, tìm hiểu con mình có tính cách như thế nào, những cái ngành nghề nào phù hợp nhất với con và con mình có sở thích ra sao. Và Internet rất là phát triển nên có rất nhiều công cụ để các phụ huynh có thể tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp, về những cái bài test về tính cách, tìm hiểu sở thích của con, từ đó cùng với con chọn nghề, chọn trường cho phù hợp nhất. Có được như vậy thì các em mới phát triển thành công, hạnh phúc, xã hội, đất nước chúng ta mới phát triển. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Vũ Tâm rất là nhiều, và cũng xin được cảm ơn hai vị khách mời ngày hôm nay đã chia sẻ rất là nhiều thông tin bổ ích với các bạn học sinh, và hy vọng là với những thông tin vừa rồi thì các bạn học sinh có thể lựa chọn đúng được ngành nghề theo sở thích, sở trường cũng như là theo thị trường lao động các bạn nhé.